Triển khai nghị quyết 72 Quốc hội khóa 13, trong thời gian vừa qua, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chủ động tham gia thiết kế, đóng mới nhiều tàu tuần tra trên biển hiện đại. Và mới đây, nhà máy Z189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức nghiệm thu trên biển tàu cảnh sát biển 8004. Đây là một trong những tàu tuần tra đa năng hiện đại của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Tàu 8004 có thể hoạt động trên biển trong điều kiện gió cấp 12 và liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Nhóm phóng viên thời sự kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa có dịp đi theo tàu 8004 trong chuyến nghiệm thu và ghi nhận lại hải trình của con tàu này. Tàu 8004 là một trong những tàu tuần tra đa năng có lượng giãn nước hơn 2.000 tấn của lực lượng cảnh sát biển với tốc độ khoảng 21 hải lý một giờ, chịu được nhiều cấp sóng lớn. Trong hành trình nghiệm thu trên biển, nhà máy Z189 phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan Bộ Quốc phòng đã tiến hành hơn 100 bước kiểm tra hoạt động kỹ thuật của tàu. Do đây là con tàu thuộc dòng DN2000 hiện đại, nên kiếp tàu phải vừa học vừa làm để sớm trực tiếp chỉ huy điều khiển tàu. Tàu 84 là tàu hiện đại nhất, thì trước đây đã từng làm thuyền trưởng các tàu nhỏ, thì sang cái tàu hiện đại này thì cần phải học tập, ra sức học tập, nghiên cứu và khai thác sử dụng đúng quy trình, đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nghiên cứu các cái phương pháp để huấn luyện cho anh em sử dụng cho nó đi vào để hoạt động tốt. Các tàu tuần tra cảnh sát biển thường là nhiệm vụ dài ngày trên biển, nên phần động cơ của tàu được kiểm tra kỹ lưỡng. Sau 18 tháng đóng tàu, các nhân viên kỹ thuật của nhà máy Z189 tiếp tục tham gia huấn luyện kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm vận hành tàu nhằm phát huy tối đa tính năng của trang bị. Sau buổi huấn thu hôm nay thì nhà máy chỉ khắc phục một số tồn tại nhỏ trong quá trình chạy thử, ví dụ một vài cái điểm rất nhỏ vì là hệ thống là nhỏ vì rò rỉ các một số và hai bộ phận đường ống không đáng kể bao nhiêu cả. Đấy. Như thế con tàu này đến thời điểm này là về mặt tính năng kỹ thuật là đảm bảo tối đa gần như là 100%. Quá trình nghiệm thu trên biển, lực lượng cảnh sát biển cũng kiểm tra các tính năng kỹ chiến thuật khi tàu cơ động. Theo quy định, các tàu tuần tra cảnh sát biển được trang bị thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí khí tài để đảm bảo tính răn đe, nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển. Tàu cảnh sát biển 8004 vừa cơ động trên biển, vừa bắn nghiệm thu kỹ thuật. Thời gian vừa qua, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chủ động tham gia đóng mới nhiều tàu tuần tra hiện đại nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của lực lượng cảnh sát biển, cũng như duy trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với những người giữ biển, một nhiệm vụ quan trọng hơn hết là bảo vệ ngư dân. Nên cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển chủ động huấn luyện thành thạo kỹ năng vận hành xuồng cứu hộ. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đến cuối tháng 5 năm nay, toàn bộ 7 tàu tuần tra hiện đại được đóng mới. Theo Nghị quyết 72, sẽ được nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào hoạt động.